Rồi mình chuẩn bị mình bỏ lên mình nướng nha bạn ơi. Wow, wow. Nó còn sống nha bạn. Cá lóc nó còn sống. Đấy. Thấy nó còn sống, nó còn dậy dậy không các bạn? Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mẹ nhỏ của mình nha các bạn. Hôm nay mình làm một clip về ẩm thực luôn các bạn ơi. Rồi mình dạo trên khu rừng luôn các bạn. Cảnh khu rừng này về chiều nó chắc là tối, trong mình ở trong rừng đó các bạn. Nên quay chắc là tối nó mờ nha các bạn. Các bạn xem có thấy tối thì thông cảm cho mình nha các bạn ơi. Thì sẵn đây mình chúc cho các bạn có nhiều sức khỏe nha các bạn ơi. Mình hiện giờ là mình đang ở trong một cái hồ, cái khu khu rừng, nói chung là trên núi các bạn ơi. Thì trên núi có một cái hồ nước chắc là đẹp lắm các bạn. Thì đây mình sẽ quay cái hồ nước cho các bạn cùng xem nha các bạn ơi. Đây các bạn thấy hồ nước không các bạn? Đấy, chắc là rộng rãi nè các bạn. Hồ nước này chắc là trong xanh. Nó ở trên vách núi gì nè các bạn ơi. Đấy. Ở phía trước kia là mấy cái cây sen các bạn. Cây sen nó nở lên đó các bạn ơi. Nhưng mà bông rất ít các bạn. Còn đây là trên đây là vách núi nè các bạn ơi. Đấy là vách núi. Vách núi cao các bạn. Thì cái vách núi này người ta múc á, ta trắng đá ra để xây một cái đập ở phía trên kia các bạn à. Rất là lâu rồi, bây giờ nước nó tụ lại về đây. Tụ lại rất là có bạch nhiều lắm các bạn. Nước rất là trong. Có cá nữa các bạn ơi. Dưới đây có cá nữa mà nước nó rất là sâu nha các bạn. Xuống này chắc là phá tay luôn á, lúc đầu phá tay được phá chân luôn các bạn. Hôm nay trời buổi chiều nè, nó cũng muốn mưa các bạn ơi. Đây. Kéo may rồi các bạn, thì trên núi nè các bạn. Thì mình cũng tranh thủ mình làm một cái món gì đó ăn trên đây cho giải trí các bạn ơi, và quay lại cho các bạn cùng xem luôn các bạn ơi. Khung cảnh đó, trên núi nè các bạn. Ở trên đây chắc là yên tĩnh các bạn ơi. Trên ngọn núi kia rất là cao. Đó các bạn thấy không? Mình chỉ nè, ngọn nó rất là cao đó. Mà giờ trên đây là mây nó chắc kéo lại. Mây đen á kéo lại, nó sắp chuyển mưa các bạn. Nên mình tranh thủ nha các bạn ơi. Mình quay sơ sơ qua khung cảnh ở đây cho các bạn xem nha. Đấy, được cái hồ nước này rất là đẹp. Đây mà tắm xuống tắm rất là ngon. Đấy. Mình tiến hành mình làm ẩm thực nha bạn. Nhưng mà ẩm thực đây mình cũng không có làm gì mà đặc sắc hết nha các bạn. Mình chỉ là nướng một con cá thôi các bạn. Nướng một con cá lóc thôi nha các bạn ơi. Đấy. Giờ mình tiến hành mình làm nha các bạn ơi. Các bạn giờ mình chuẩn bị mình đi kiếm củi và mình nhóm lửa lên để mình nướng con cá nha các bạn ơi. Để đi theo mình nha các bạn. Củi ở đây giờ này chắc cũng khu này cũng khó hiếm có củi khô các bạn, tại vì mùa mưa các bạn nên khó củi khô lắm. Ây da, đi theo mình. Cái cây này nó dai, dai nhất là nhơ. Ôi, chắc mình lôi vô luôn các bạn ơi.
hôm nay mình cũng ăn kèm thêm cái này các bạn. Cái này là măng tây nha các bạn ơi. Đây là cái măng tây. Và thêm cái xà lách nữa các bạn. Đây xà lách nữa. Hôm nay là mình làm nướng con cá lóc nha các bạn ơi. Đây nè, mình nướng con cá lóc này, nướng chua nha, mình nướng bình thường thôi nha các bạn ơi. Đó, thì hôm nay mình chỉ có lên núi mình làm ẩm thực ở như đây các bạn. Với những thành phần cái măng tây này thôi các bạn. Mình chủ yếu là hồi đó giờ mình cũng chưa thưởng thức cái măng tây này các bạn, thì hôm nay mình ăn thử cái món cái măng tây này nha các bạn ơi. Cái cọc khói khói giờ này bay tới chảy nước mắt các bạn ơi. Giờ mình chuẩn bị mình đi nướng con cá lóc đó nha các bạn ơi. Lửa mình cũng đã cũng lên rồi các bạn, giờ nó khói quá chảy nước mắt mà mình thấy không. Đây các bạn nè, thấy không các bạn, con cá lóc chà bá luôn các bạn nè. Mình có thấy các bạn bá lửa luôn, nó còn sống nha các bạn ơi. Thì bây giờ mình xiên nó nha, mình xiên nó để mình bỏ lên mình nướng nha các bạn ơi. Còn sống còn vậy luôn. Giờ mình lấy cái cây này mình xiên nó nha. Đây các bạn, đây giờ mình đem lên và mình nướng nha các bạn ơi. Cái lò của mình đây. Giờ mình để cục đá này xe vô nữa. Cái này nó cao quá, cục đá này nhỏ nhỏ thôi. Rồi mình chuẩn bị mình bỏ lên mình nướng nha các bạn ơi. Wow. Nó còn sống nha bạn. Cái lóc nó còn sống. Đấy. Thấy nó còn sống, nó còn dậy dậy không các bạn? Các bạn mà thấy mình nướng con cá này còn sống mà nó dậy dậy mấy bạn cũng đừng nói là mình xác sinh nha các bạn. Thì loại cá là để dành cho những để dành làm thức ăn cho con người mà các bạn, thì mình cũng cho nó về thế giới bên kia để sớm đầu thai các bạn ơi, chứ không phải là mình xác sanh nó các bạn. Lửa tầm chiên qua luôn. Rồi để luôn. Nhìn mình nướng một. Đây. Lửa vậy chứ, lửa hình như là thiếu lửa các bạn ơi. Đây các bạn, giờ mình để đây xong cho thời gian nó chín nha các bạn. Trên phía cao trên tự nhiên cầm bay xuống cái hồ nước nữa bạn, rất là đẹp các bạn ơi. Đấy, đây là những cái bông sen các bạn, thì mùa này nó chưa có hoa, chưa có bông, có bút sen các bạn. Đấy, nước trong xanh lắm các bạn. Để mình vừa đi
đi lên phía trên để mình coi thử. Rất là đẹp các bạn. Phía dưới kia là người ta đang chăn bò, chăn bò phía dưới kia. Còn đây là những ngọn núi là ở quê mình nè các bạn. Ngọn núi rất là xanh tươi các bạn, rất là cao nha các bạn ơi, cao lắm. Còn mình đi ngó ngược lên trên kia, trên kia là cái đập, là một cái con đập nha các bạn, đập lòng sông nha các bạn. Để khi nào rảnh thì mình sẽ lên trên đó, mình sẽ quay cái con đập đó cho các bạn cùng xem nha. Đập rất là rộng, rất là lớn, mà nói chung cái đập đó rất là đẹp đấy các bạn, nhìn toàn cảnh rất là đẹp. Đây, đây cái cảnh của cái hồ nước này các bạn. Hồ nước này mà lên mình cắm trại mà mình sinh tồn hay là mình cắm trại thử thách gì các bạn thì rất là hợp lý luôn các bạn ơi. Đấy, hồ này mình gọi có cá chê, cá lóc rồi các bạn, mà nhưng mà khó bắt nó lắm các bạn. Nước nó sâu, tại vì nước nó sâu nên nó khó bắt mấy con cá này. Đây mà dành cho những các bạn mà làm về video mà sinh tồn hay là thử thách gì đó, kiếm đồ ăn ở trên đây nè các bạn, chắc là hợp lý luôn các bạn ơi. Khi nào có thời gian dịp rảnh thì mình sẽ làm một cái clip thử thách trên đây nha các bạn, thử thách 24 giờ hay là sinh tồn gì trên đây nha các bạn ơi. Cái hồ nước này nè rất là đẹp. Đây các bạn ơi, con cá nãy giờ mình nướng, con chè mình nướng nãy giờ các bạn, thì khó quá, nó cũng đã chín nha các bạn. Và đây măng tây nó cũng đang sôi sùng sục nè các bạn, măng tây nè các bạn ơi. Măng tây chắc là ngon, ngọt các bạn. Giờ mình chuẩn bị mình nhìn nhau mình thưởng thức cá lóc nha các bạn. Bạn, đây là các bạn ơi. Cá lóc mình nè, mình vô mình bưng ra nha. Còn đây để lát nữa mình kiếm cái gì mình bưng ra sau cho bạn. Đi ra đây. Đây các bạn. Đây. Còn cá lóc của mình đây. Wow. Đấy. Thấy chưa? Giờ mình bưng cái bằng tay mình ra nha. Chừng đi quá. Các bạn ơi, cá lóc của mình nướng xong các bạn, thì giờ mình tách ra mình thưởng thức con cá lóc này các bạn ơi. Quay xét con cá lóc cho các bạn cùng xem. Đấy. Giờ mình tách con cá lóc này ra nha, nó mới chín tới. Nóng quá các bạn. Đấy các bạn thấy chưa, chín ngon rồi luôn các bạn ơi. Đấy các bạn thấy chưa, bốc khói thơm lừng luôn các bạn. Đây nhưng các bạn, bằng tay mình cũng chín luôn các bạn ơi. Giờ mình lắp một miếng mình thưởng thức nha các bạn. Bạn không có thế ngồi các bạn, không có thế ngồi. Chín vàng khè không bạn, trắng khéo luôn. Đây mình chấm thử, mình ăn thử nha các bạn. Xin mời các bạn một miếng cá lóc nha các bạn ơi.
đây hơi có xương các bạn, mình ăn ngay cái bụng á nên hơi có xương các bạn ơi. Ăn khéo mắc cổ các bạn. Cá lóc này mình ăn trên rừng núi rất là ngon các bạn. Mang tay các bạn nè. Rất là ngon các bạn ơi. Đây các bạn. Mang tay ăn ngọt lắm các bạn. Đây khúc này nó già các bạn ơi, già sơ mà ăn trên ngọn nó mới ngon các bạn. Mình phải ăn quăng tay à, đây các bạn ngon các bạn ơi. Cá lóc này ngon các bạn. Đây các bạn, giờ mình ăn thử cuốn cái xà lách nha các bạn. Cuốn cái xà lách với một khúc cá. Cá này các bạn. Và một cây băng tay nha các bạn. Đây, cây băng tay của mình. Đấy. Cuốn vô mình ăn thử, kèm cho ăn thử luôn các bạn. Mình chấm nè. Xin mời các bạn nha các bạn. Ngon các bạn ơi, rất là ngon, hợp lệ hợp lý, nước nách luôn các bạn. Một cục nữa các bạn, xin mời các bạn nha. Ngon tay nữa các bạn. Ngon các bạn, ngon. Mời các bạn nha. Có người chạy qua các bạn. Mời ha. Mang tay này nó hơi dài các bạn ơi. Dạ. Một mình ăn con cá lóc này ư hừ luôn các bạn ơi, no luôn các bạn, còn ăn cơm luôn các bạn ơi. Mang tay cũng ăn cũng càng kiệt quá à. Cái khu này dài, ăn mắc ngon. Là thằng sơ không các bạn. Cá còn nè, cá đồng. Ăn không nổi các bạn ơi, giờ ăn hết nổi các bạn. Thì mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn ơi. Nếu các bạn xem clip của mình cảm thấy hay và yêu mến mình thì cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Giờ này thì cũng chiều các bạn ơi, chiều tối là mình ở trên núi các bạn, tranh thủ mình chạy còn về nhà nữa các bạn ơi. Thì chúc các bạn có nhiều sức khỏe nha các bạn ơi. Giờ xin chào tạm biệt các bạn nha, bye bye các bạn, bye.